Website đào tạo Forex mẹ gửi đến nhà đầu tư nhé. Đó, trong ngày hôm nay các lệnh của bên trung tâm đào tạo Forex đang giao dịch. Đó, thì mọi người cứ theo dõi để tự đánh giá ra ra cái ra rồi hỏi tại sao mà bên chúng tôi lệnh vào của chúng tôi lại rất là chuẩn đến mức độ như vậy ở trên thị trường. Thì các bạn cứ từ thử suy nghĩ xem, nếu mà gì nhỉ, các bạn chơi được thì các bạn cũng sẽ làm hơn hẳn tôi. Và lý do tại sao các bạn còn giao dịch còn chết ở trên thị trường này, đó mới là điều mà các bạn cần phải suy nghĩ nhé. Đó, tại sao chúng tôi ăn rất là đều tay ở trên thị trường này. Đó, các bạn có thể xem lịch sử giao dịch của chúng tôi nào. Đó đó, vấn đề không phải các bạn kiếm được bao nhiêu tiền trên thị trường này, mà vấn đề các bạn phải biết được cách các bạn giao dịch. Đây, hai lệnh chúng tôi trong tin vừa đánh đây. Đó, các bạn cứ thử xem nhé. Đó, trung tâm đào tạo Forex có sâu. Forex chia sẻ để cho các bạn thấy rõ giá trị trong vấn đề này nhỉ. Khi mà các bạn biết cách giao dịch nó là như thế nào. Còn các bạn không biết cách giao dịch thì xin lỗi, các bạn chỉ là người cúng tiền trên thị trường và gì nhỉ? Có nạp bao nhiêu tiền vào thị trường thì các bạn cũng trước sau thì cũng cháy thôi. Đó. Rồi ngoài vấn đề trong phương pháp giao dịch ra thì các bạn gì nhỉ? Còn phải biết cách đánh giá sàn. Sàn giao dịch đấy nó có phù hợp với cả các bạn hay là không. Còn các bạn không biết cách đánh giá sàn giao dịch Forex thì xin lỗi, các bạn cũng chỉ là những người tử nạn ở trên cái thị trường Forex này mà thôi. Đó, các bạn nên nhớ là muốn tìm hiểu cái gì đó, các bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ, phải đánh giá cho thật kỹ, chứ không phải nhỉ, chúng ta nhìn vào bề ngoài, chúng ta nghe những cái lời hứa và gì nhỉ, đầu tư nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài bạc của các bạn. Chính vì thế này nhỉ, các bạn muốn không bị ảnh hưởng về vấn đề tiền bạc thì các bạn phải gì nhỉ, bắt được người thầy của mình ấy, chứng minh năng lực của họ cho các bạn, thì lúc đấy các bạn mới đóng tiền học nhé. Còn không thì các bạn miễn, bởi vì các giá trị đóng tiền của các bạn là giá trị bằng tiền thật chứ không phải giá trị ảo, không phải giá trị bằng lời hứa. Nên các bạn nhớ điều đó. Đó, tại sao chúng tôi ăn, tại sao chúng tôi kiếm được rất là nhiều tiền trên thị trường này bằng những cái giao dịch của bản thân chúng tôi, thì đó mới là lý do mà gì nhỉ, các bạn cần phải đánh giá lại và suy nghĩ lại. Các bạn nghĩ rằng cứ phải 5 năm, 10 năm ở trên thị trường đầu tư như đầu tư không có vụ là gì nhỉ? Các bạn sống lâu trên thị trường là các bạn tồn tại được. Bởi vì đầu tư mà sống lâu trên thị trường thì các bạn chỉ là những đứa trẻ già tuổi mà thôi. Bởi vì đầu tư chỉ có mỗi một thứ để đánh giá về hiệu quả đó là nhỉ? Đó chính là bạn có khả năng kiếm được ra tiền hay là không, và kiếm được bao nhiêu tiền ở trên cái thị trường này. Đó mới là điều mà chúng tôi cần nhé. Thì đây chúng tôi cắt lệnh. Đó. Đây cho các bạn thấy. Đó. 6.000 mấy rồi nha, tổng hit lịch sử cho các bạn coi. Đó, thì khi mà các bạn giao dịch ở đâu thì các bạn phải thấy rõ được cái điều này. Đó, chứ không phải là gì nhỉ, các bạn cứ tin vào ba cái lời hứa xong rồi tôi thế này thế nọ, tôi chuyên gia Forex. Tôi nói hẳn các bạn, tôi chẳng tin thằng nào mà tự nhận mình là chuyên gia Forex mà không có chứng minh được. Chẳng có chuyên gia Forex nào đi ra bên ngoài xong rồi này nọ mà khi mà hỏi đến tài khoản giao dịch thì không có chứng minh được. Bởi vì vấn đề nha, các bạn phải hiểu rõ rằng nha, bản thân ai mà làm được thì họ rất là thoải mái trong vấn đề nha, họ chia sẻ và họ chứng minh với điều mà họ nói. Và gì nha, có rất là nhiều người nói là gì nha, giao dịch thì gì nha, ở trên thị trường này sâu tài khoản thì xui 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 con mẹ nó mà xui. Tôi á, sâu tài khoản là ầm ra, tôi chẳng có ngại gì hết ở trên cái thị trường này. Thì mọi người nên nhớ là nhà thành công được hay là không thành công thì là ở ở chính các bạn, chứ không phải là gì nhỉ, ở chính những sự nhận định đánh giá của các bạn về cái người đứng ra chia sẻ về sàn, về kinh nghiệm của các bạn tồn tại trên thị trường này, chứ không phải là gì nhỉ, những lời hứa suông của những kẻ thiếu năng lực ở trên thị trường này. Đó, các bạn vào một tháng kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, thì tôi đã từng đánh những tài khoản rất là nhỏ trong vòng một tháng đã lên hàng chục ngàn. Trong đợt vừa qua tôi live stream cho các bạn thấy rõ điều đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì bây giờ lên bao nhiêu? Đó, trong thời gian qua tôi đánh toàn là 9 lot hết nha. Đấy, cho các bạn thấy, riêng tài khoản này tệ nó nhỏ hơn. Thế nên tôi bắt đầu với cả một cái số lot nó hơi êm dịu chút xíu là 2 lot. Nhưng cũng có những lúc tôi rít 9 lot, có những lúc tôi rít 5 lot. Thì những cái điểm mà đẹp đối với cả tôi thì tôi sẽ rít lớn. Đó, điểm vào tôi ưu tiên nhất là điểm vào. Bởi vì vấn đề nhỉ, điểm vào không phải là gì nhỉ, các bạn dựa vào những indicator công cụ. Những indicator và công cụ nó không có cho các bạn được cái giá trị gọi đích thực mà gì nhỉ,
Các bạn muốn có điểm vào chuẩn thì bản thân các bạn phải có kinh nghiệm ở trên thị trường. Kinh nghiệm ở đâu? Kinh nghiệm không phải là vấn đề nhỉ, các bạn học của bất kỳ ai, mà kinh nghiệm đấy là nhỉ, khi các bạn học xong rồi các bạn phải chết ở trên thị trường này thì các bạn mới có được kinh nghiệm đấy nhá. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư chơi tốt nhá. Đó.